Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn là cách bảo quản ngô để cho dê ăn đến 1-2 năm không bị hỏng. Đây trước mặt các bạn là ngô đấy. Những hạt ngô mình thu hoạch về mình sát ra, xong rồi mình lấy hạt nó mình phơi khô. Phơi tầm 2 nắng là được các bạn ạ. Đây, ngô đây. Đấy. Giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn cách bảo quản ngô như thế nào các bạn nhé. Đây, những hạt ngô mình phơi xong mình chuẩn bị để vào bao đó các bạn. Đây ở dưới mình cũng phơi này. Ngô. Ở sân phơi mấy chỗ. Đấy, như cái hạt ngô này mình sẽ đóng vào bao các bạn. Đây. Đóng vào bao như thế này các bạn. Đây, mình sẽ đóng vào bao những bao như thế này. Đấy, bây giờ mình đang phơi chưa đóng hết các bạn. Này. Trước khi đóng thì mình sẽ cho bao này. Mình mua cái bao này. Đấy. Có bao bình thường được. Xong rồi mình mua cái túi giấy bóng này. Đấy, xong rồi mình buộc lên. Mình sẽ để bảo quản ngô không bị hỏng thì mình sẽ cho các bạn xem hạt. Mình sẽ cởi ra, mình sẽ cởi cái này ra các bạn xem. Xem trong này có gì mà bảo quản ngô được nha. Đây. Đấy, mình sẽ băng ngô thì đấy, để ngô các bạn. Đấy, mình sẽ để một túi giấy bóng này, túi ni lông này. Đấy, xong rồi mình buộc kín nó lại. Trong này thì để nó không bị mọt thì mình sẽ... Giờ mình cho thuốc vào đây rồi. Mình sẽ lấy ra xem. Trộn lấy ra xem có thấy không. Mình hét vào sâu lắm ạ. Chưa thấy thì mình tìm lại xem. Nghĩa tận dưới cơ mà. Đây các bạn ạ, nó sẽ như thế này này. Mình mua một viên thì mình sẽ cho vào túi như thế này này. Rồi mình nhét nhét vào cái bao bao ngô ấy. Đấy các bạn nhìn thấy rõ. Thuốc này thì thuốc chống mọt các bạn ạ. Các bạn mua ở cửa hàng tạp hóa ấy, họ có bán sẵn của bạn. Đấy, mỗi viên là 3.000 đồng. Còn mua ở tiệm thuốc thú y gì đấy thì sẽ rẻ hơn. Các bạn mua cái viên này đấy, mình nhét thôi ở giữa bao này. Giữa bao ngô này. Đấy. Xong rồi mình bảo quản 1 đến 2 năm các bạn ạ. Đấy, nó sẽ hành hạt tròn tròn thế này, mình lấy cái túi bóng buộc lại. Đấy, rồi nhét vào các bạn. Được lâu lắm. Đấy, nhìn cái hạt ngô các bạn. Đấy. Các bạn thấy video của mình hay thì nhớ like và đăng ký kênh. Đồ Hùng mày nhá. Mình xin dừng video tại đây đây. Xin chào các bạn.